Xin mời quý vị đeo tai phone và bình tĩnh nghe lại giọng hát của Hoàng Oanh khi còn trẻ và với cách phối khí mộc mạc, chân chất ở những bản thu trước 1975. Ca khúc để trả lời một câu hỏi. Trước mắt quý vị là đôi loa Bozak B300 của Mỹ, một đôi loa cổ có bát 30. Thùng của nó rất to, chiều rộng của nó vào 60, chiều sâu vào 50. Tôi đang ghép nó với chiếc ống đi cổ mang in tốc 4100 của Mỹ. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thói quen thích nghe nhạc trước 1975 được thu âm tại miền Nam Việt Nam, quý vị nên nghe nó bằng băng cối. Và nếu nghe băng cối thì quý vị nên ghép nó với những dòng loa kiểu như thế này. Dòng loa Bozak B300 như thế này rất phù hợp ghép với những chiếc âm đi Z-Cyber cổ như chiếc máy in tốt kia, hay những âm đi 2000X, 5000A, 5000X. Và đặc biệt nếu quý vị ghép với âm đi đàn, tiếng của nó rất sạch sẽ, chi tiết và sinh động. Quý vị nên nghe nó bằng băng cối. Quý vị lưu ý cho, mặc dù tôi đang nghe bằng CD nhưng nó là file nhạc thuần túy analog. Sâu là 50. Thùng bách khá đẹp. Như vậy đây là một đôi loa rất lớn. Vừa nghe vừa bày biện trang trí trong phòng khách, nó tạo ra vẻ cổ xưa. Và đặc biệt những thanh âm do nó phát ra sẽ làm cho chúng ta sống lại không gian ở Sài Gòn trước 1975. Đã yêu lính trẻ, ngày về ai tiếc gì. Để anh vui bước
nhu cầu mua những bộ sản phẩm như thế này, hãy gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.